Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khải anh em ơi. Và lúc nãy thì sau khi Khải đấu được cái áo này 14 kim mở random nha anh em, thì bây giờ Khải khui cho anh em xem. Vừa rồi thì ban hồi top 7 thì được cái áo random hiệp cốt. Bây giờ Khải sẽ mua mấy cái kiểu là điếu rồi mở cho anh em xem. Anh em xem thì đừng quên ủng hộ những video mở rương mở đồ như thế này, thì với đồ như thế này cho Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và đừng quên cho Khải nút đăng ký kênh và xem live trực tiếp của Khải vào lúc 7 giờ tối 15 phút hàng ngày nha anh em. Đây là Khải chuyển qua hôm này đó. Để cho cùng nghe mời về cánh vô tử ạ. Rừng này nè, này chuẩn bị chụp phải mở. À, ok chưa? Rồi, đã mở tường rồi đã. Rồi, cái máy nha anh. Thiên Sơn nè. Ôi Thiên Sơn có rồi, Thiên Sơn cánh cái nến có rồi. Ô tôi nè. Cố lên. Hello anh em. Khải có rừng 2 rồi mà, giờ chưa mở rừng 3 thôi anh em. Chưa mở rừng 3 thôi chứ rừng 2 Khải có rồi mà. Rừng 2 Khải có rồi mà, Khải mới tôi năm đọc. Ôi sao mất một con không có trong bờ tơ ta. Áo kìa. Áo thiệt đấy. Rồi, vui. Rồi ok, mở nha anh em ơi. Đây, sau khi cánh người bắn xong thì đi mở cho anh em xem. Rồi, dàn xe ok đó, giờ Khải đến công việc của Khải nè em ơi. Đây, lên, Hoa Sơn, cảnh kỹ trường. Đó. Khui hàng. Đúng rồi, cái Hoa Sơn nó đẹp nè em ơi. Mỗi khi mở đồ, khui đồ thì đứng Hoa Sơn cảm giác nó không khí nó khá là trong lành nè em ơi. Rất là đẹp trai. Ôi, rồi có ai mở cái đồ xanh đồ hộp như hôm trước hay mở này nè, toàn ráp này, ráp này, rồi khui đó, khui hàng phục hồi nhiêu đây chiu, wow 49 anh em à, đẹp luôn, trời ơi, easy game áo 49 quá đẹp anh em ơi, áo đặc mắc 47 này quá tuyệt vời. Sinh lượng 124 so với hiện tại bây giờ thì áo này là 49 quá đẹp anh em ơi. Hiện tại server chỉ có một cái áo mắt ộp đang rao bán với giá 35 kim. Đó là áo 50 sinh lượng 200. Thì áo đó gọi là áo cực phẩm rồi nè, áo đó là áo top 6. Thì họ được áo đó họ đang bán với giá 35 kim. Thì áo này thì Khải đấu cũng 1 triệu thôi nè. Giờ thì rao một là đỡ xài, hai là đỡ bán cũng được, chả sao nè mà. Đây, quá đẹp luôn em ơi. Ổng ổn thì mặc chơi nè, nó thích thì mặc chơi, đủ mặc chơi thì mình chỉ còn hiệu ứng là 40-60 chón đó, thích thì mặc chơi đánh tông kim cũng được nè, đó không sao cả, này mặc này lấy chó thì còn được, ok mặc áo luôn, kích đỡ kích thằng pháp mặc áo luôn nè mày, mặc áo luôn, áo đẹp, áo này phục hồi 47 đọc móc 47 là khá là trâu luôn nè, Khải đi ăn mong lên 47 mà anh ngờ 47 luôn, vớ quá đẹp luôn nè mày. Ok, Khải lóc ạc, Khải kích cái set đồ thân pháp lên đó. Khải có cái bộ thân pháp kích được nha nè. Rồi, đẹp luôn. Đẹp luôn. Quá tuyệt vời.
À, ok, khải kích cái đồ thần pháp lên đó. Thì mặc áo này luôn nè mày. Bỏ 30 chón từ áo này. Áo kia 30 chón mà sinh lực cùi quá, thấp quá nè mày. À, khải cứ mang cái này đi rồi. Hiện tại khải có 60 chón thôi. 60 chón. Rồi 80 chậm. Đó, vậy thôi, nó cũng kia bù lại cái phục hồi cho nó trâu nè. À, được khải cái gì rồi. Khải kích áo lên, khải mặc luôn. À, từ từ à. Có nên đi đi cái áo này không biết là mình đổi ngồi trang được không nè, đợi khả tới nè mày, đợi khả đôi đổi ngồi trang luôn cho đẹp cho nè. Easy luôn, clip 1 năm về trước rồi, hay Việt Lê. Ok anh ơi, hôm nay top 2 Tống Kim này mà không thấy Việt Lê donate nha, khá là buồn nè mày. 59 đẹp luôn em ơi, quá đẹp luôn. Trời ơi, cái đó mà dưới 47 là vứt luôn áo nè. Áo đó mà dưới 47 bỏ luôn, quá cùi, tại vì nó không đặt mốc nè. Khá là may mắn. Ok, bây giờ anh em thích áo nào nè, áo vàng nha mọi người. Lâu rồi mình chưa trang phục áo vàng này nha. Hay là anh em thích áo khác? Áo này xấu quá. Áo này thiếu lâm xấu quá. Áo này thì áo bữa khải xài rồi. Ừ, không được đẹp lắm. Có mấy cái áo thôi. Thì nhẫn mặt trang. Vũ y. Vân tơ bào. Giáng sinh bào. Tạo từ kim giáp. Ừ. Tính đi tính lại thì cái áo này thì không đẹp lắm. Áo này thì áo vàng đi. Áo vàng thì em cho nó trẻ trung. Rồi, ok, đã thay đổi ngồi trang. Đúng rồi, áo này đẹp hơn nữa. Phục hồi cao vừa trâu nữa. Mình bỏ bất hiệu ứng chón tí thử như thế nào. Tại vì đứng ở xa đam thôi chứ hiệu ứng chón như tầm này. Tại vì lỡ mà quấn trúng mình thì mình cũng kinh công mà đi chỗ khác rồi. Nói chung là cứ liều mạng đi, bỏ bất hiệu ứng chón đi. Sau này có được cái món nào tính sâu nữa. Hoặc là Khải có thể cũng không được, chỉ thay được cái, nếu mà giải thì bỏ móc làm chậm. Bỏ cái đai chậm thì thành đai chón này. Chừng hướng đó này. Là mang 40 chậm. 40 chậm thì hơi quá phèn rồi em. Rồi ok. Ok, mang áo này vô, quá đẹp luôn. Bỏ ít chón được, 60 chón cũng đánh được rồi. Thử nói chung bữa nào thử Tống Kim thử biết ngay thôi em, thử Tống Kim thử đánh được hay không là biết thôi. Từ từ ạ. Bộ cái thông pháp đâu? Đây, nón nè, áo nè, bao tay nè, ngọc bội nè. Rồi, cái đưa bộ cái thân pháp qua cái, kết cái áo lên cái nè. Ok anh ơi, coi clip nha, hôm nay top 2 Tống Kim nha anh. Hôm nay top 2 Tống Kim nha. Đó, bộ cái thân pháp. Đang đánh tự nhiên mất tiêu à? Chắc hết hạn hay là hết thời gian chứ sao lại tự nhiên mất tiêu được ta? Một cái thông pháp. Ây chà chà. Ở đâu? Một cái thông pháp này thì được rồi, 50. 50 thì kích được không? Đủ thay cái nón ra một công lại. Một cái nhẫn mộc nữa. Ok, cứ được 50 điểm. Ok. Rồi. Yo, yo, yo. Đẹp luôn. Đã cứ được thân pháp rồi mà. Rồi, đó như cốt luôn. Quá đẹp trai. Máu lên được gần cả 8. Đó. Đó nè em. 40 chón nè. 60 chón. 80 chậm. Đó. Dạ thôi, đơn giản thôi. Rồi ok. Anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho lần thay đổi này Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Khải bỏ bất hiệu ứng chón đi. Khải lấy cái áo phục hồi cho nó trâu nè em ơi. Đó, trời ơi, cái áo phục hồi 47 đặt móc 47 này nữa. Quá tuyệt vời luôn em ơi, sinh lực 124 đẹp. Quá sức đẹp luôn. Rồi, cái này lưng với đôi giày hơi phèn quá, bữa nào chấm lại anh em ơi. Sinh lực thấp quá. Nó thì sinh lực thấp quá. Ok, được rồi. Đó, quá tuyệt vời. Cho anh em xem lại bản kim anh. Hôm nay top 2 Tống Kim anh em. Hôm nay top 2 Tống Kim ấy.